Chào mừng các bạn đến với chuỗi bài tập yoga trị liệu 7 ngày làm giảm đau mỏi cổ vai gáy. Với những động tác yoga cơ bản, chúng ta có thể tự luyện tập tại nhà cùng với một chiếc thảm. Buổi 1 sẽ làm giảm bỏ sự căng thẳng ở vùng cổ vai gáy, giúp bạn bắt đầu một hành trình làm dịu cơn đau và cải thiện linh hoạt vùng này. Đầu tiên chúng ta ngồi hai mông cân bằng ở trên thảm, hai chân kéo sát vào nhau sao cho hai gót chân trên một đường thẳng và đẩy thẳng cột sống lưng của mình lên. Hai tay đặt ở trên vai, xoay vai, khửu tay chạm nhau, cúi đầu của mình xuống, hít vào, vươn cằm, mở căng lồng ngực ra sau, thở ra. Tiếp tục, cúi đầu xuống, hít vào, vươn hai tay lên cao, mở căng lồng ngực. Thở ra, tiếp tục hạ sâu vai. 3, hít vào. Thở ra. Một lần nữa, hít vào, đẩy căng lồng ngực phía trước, mở vai ra sau hết mức có thể. Thở ra. Một lần cuối, hít vào. Thở ra. Rồi, chúng ta xoay ngược lại. Khửu tay chạm nhau, cúi đầu của mình xuống, hít vào, mở căng lồng ngực, vai ra sau hết mức có thể. Vươn cằm của mình lên, thở ra. Tiếp tục hít vào. Chúng ta làm chậm và cảm nhận vùng vai của mình đang được kéo giãn. 2. Cố gắng mở lồng ngực của mình lên phía trước. 3. Hai lần nữa nào, hít vào, mở rộng lồng ngực. Thở ra, cong lưng hóp bụng. Và 1, hít vào. Thở ra. Rồi, ta vươn hai tay lên cao, qua đầu. Hít vào, đẩy căng lồng ngực. Thở ra, đổ ngực về trước, kéo vai ra sau. Vươn cằm của mình, kéo dài cổ mình lên. Thở ra, hai tay của mình xuống. Đan tay vào nhau, xoay vai, hít vào. Thở ra, đá tay ra xa người, khép lòng bàn tay nếu có thể. Tiếp tục, vươn hai tay qua đầu, hít vào. Thở ra, tay ra sau, đổ ngực về trước. Tiếp tục, hai tay xuống, đan tay, xoay vai, hít vào. Đá tay ra xa người, đổ ngực về trước, vươn cằm của mình lên. Hai lần nữa, hít vào. Thở ra, mở ngực ra sau, thả lỏng hai vai. Hai tay xuống. Xoay vai, mở ngực, hít sâu. Đá tay ra xa, vươn cằm đổ người về thân trước, về phía trước một chút. Tiếp tục hít vào, lần cuối, mở căng lồng ngực. Giữ và hít thở đều. 5, 4, ta đổ thân người về phía trước để làm sao vào cái phần lưng trên của mình nhiều hơn. 2 và 1, rồi hai tay phía sau, đan tay, xoay vai, hít vào, mở rộng lồng ngực, đá tay ra xa thân người, thở ra, giữ và hít thở đều, chúng ta vươn cằm chứ không ngửa cổ ra sau, giống như có người đang kéo cái đầu của mình về phía trước ấy. 4, thở đều. 3, cố gắng khép sát hai lòng bàn tay để vai của mình được mở căng ra hơn nữa. 2 và 1. Rồi, hai tay đặt lên đầu gối, đẩy thẳng cột sống lưng, hít vào, mắt nhìn thẳng, quay đầu sang bên phải, thở ra, cố gắng là giữ nguyên hai vai, cầm thẳng hàng với vai, hít về giữa, thở ra, quay đầu sang bên trái, tiếp tục hít vào, xoay lại. Thở ra, quay đầu sang bên phải. Hít vào. Thở ra. Tiếp tục hít vào.
thở ra, quay đầu sang phải. Giữ ở đây và hít thở đều, ra đẩy thẳng cột sống lưng của mình lên. 5 4 Cảm nhận cơ cổ bên trái đang được kéo giãn. 3 Mỗi hơi thở ra chúng ta xoay cổ thêm một chút nữa. 2 Và 1 Rồi hít vào, trở về. Thở ra, quay đầu sang bên trái. Cố gắng cầm thẳng hàng với vai. Mở rộng lồng ngực của mình ra. Thả lỏng hai vai của mình xuôi xuống. Giữ và hít thở đều. 4 3 Cảm nhận cơ cổ bên phải của mình. 2 Và 1 Hít vào, trở về giữa. Nghiêng đầu sang bên phải, tay phải đặt lên trên đầu. Thở ra, kéo đầu của mình xuống. Giữ một chút và hít thở đều. Luôn luôn giữ cột sống của mình thẳng. Rồi, tiếp tục chúng ta đưa đầu về giữa, hít vào. Tay phải đặt lên trên đầu, thở ra, nghiêng đầu sang bên vai phải. Thả lỏng rơi vai bên trái của mình xuống. Tiếp tục hít vào về giữa. Nghiêng đầu sang bên trái, thở ra. Cảm nhận vùng cơ cổ của mình đang được kéo giãn. Tiếp tục hít vào. Thở ra, nghiêng đầu sang phải, hạ rơi vai trái xuống. Hít vào, về giữa. Nghiêng đầu sang trái, thở ra. Hít vào, lần cuối, đẩy thẳng cột sống lưng. Nghiêng đầu sang bên phải, thở ra. Cảm nhận vùng cơ cổ của mình đang được kéo giãn. Giữ và hít thở đều. 5 4 Thả lỏng toàn bộ vùng cổ bên trái. 3 Hít thở đều. 2 Và 1 Rồi hít vào, trở về giữa. Nghiêng đầu sang bên trái, thở ra. Giữ ở đây và hít thở đều. 5 Thả lỏng toàn bộ vùng cổ bên trái của mình. 4 Mỗi lần thở chúng ta lại thả lỏng hơn một chút nữa. 3 2 Và 1 Vươn hai tay qua đầu, hít vào. Thở ra, gập khử tay phải. Tay trái đặt lên trên khử tay phải. Hít vào, ta lôi vai của mình lên. Thở ra, kéo khử tay sang bên trái. Rồi chúng ta cúi đầu xuống một chút, rồi sau đó nâng đầu lên. Đẩy khử tay ra xa đầu một chút để không tạo áp lực vào cổ vai gáy. Giữ và hít thở đều. 5 4 Mỗi lần thở ta lại kéo thêm một chút nữa. 3 Thả lỏng vùng vai bên phải. 2 Và 1 Rồi hít vào, vươn hai tay qua đầu. Gập khử tay trái, thở ra. Ta đặt khử tay. Hít vào, lôi vai của mình lên. Thở ra, kéo tay sang bên phải. Giữ ở đây và hít thở đều. 5 Thả lỏng toàn bộ vùng vai bên trái. 4 3 Điều hòa hơi thở. 2 Và 1 Rồi hít vào, vươn hai tay qua đầu. Hai tay đặt gối, thở ra. Xoay vai, nâng cao lồng ngực. Hít vào, vươn cằm của mình lên cao, kẹp sát khửu tay vào phía thân người. Rồi thở ra, cong lưng hóp bụng, thu cằm về hõm cổ, mắt nhìn xuống rốn. Tiếp tục xoay vai, mở căng lồng ngực, hít vào. Ta tạo một áp lực vào đầu gối này và kéo cái thân người về phía trước. Thở ra, hóp bụng cuộn lưng, thu cằm về cổ. Tiếp tục hai lần nữa, xoay vai ra sau, đẩy ngực trước, hít vào. Thở ra, hóp bụng cuộn lưng, thu cằm về cổ. Một lần cuối, xoay hai vai ra sau, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực của mình lên. Giữ ở đây và hít thở đều, kéo một lực của cái tay của mình này, khép sát cái phần khuỷu tay vào xong.
đẩy lồng ngực của mình lên nhiều. 4, vươn cằm ạ, chúng ta không ngả cổ ra sau. 3, mỗi hơi thở ta lại nâng cơ hoành của mình lên để mở rộng lồng ngực tối đa. 2, và 1, rồi thở ra hóp bụng, cuộn lưng ra sau, cằm thu về hõm cổ, giữ và hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Tiếp tục vươn hai tay qua đầu, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực của mình lên. Thở ra, ghì mở vai ra sau này, đổ ngực về phía trước và từ từ tay đi xuống. Tiếp tục hít vào, thở ra. Nó sẽ rất là thoải mái cái vùng lưng của mình luôn. Hít vào, thở ra, mở vai ra sau, mở rộng khử tay hết mức có thể. Tiếp tục hít vào, thở ra. Hít vào, một lần cuối, thở ra. Rồi, hai tay ra ngang, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực của mình lên. Vặn người sang bên phải, tay trái nắm vào gối, tay phải chống phía sau, nâng cao lồng ngực, mắt nhìn ra sau theo vai. Tiếp tục hít vào, hai tay ra ngang, thở ra, vặn người sang bên trái, đẩy căng lồng ngực của mình lên. Tiếp tục hít vào, quay người trở lại, thở ra, vặn người sang bên phải. Tiếp tục hít vào, thở ra, vặn người qua bên trái. Rồi một lần cuối, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực của mình lên. Vặn người sang bên phải, thở ra. Tay phải của mình đi sang mông trái hết mức có thể. Đẩy lồng ngực, mắt nhìn ra sau. Giữ và hít thở đều ở đây. 4, 3, 2, thả lỏng toàn bộ vùng cổ vai gáy. Và 1, rồi hít vào, mở rộng lồng ngực của mình hết mức có thể. Thở ra, tiếp tục vặn người sang bên trái. Rồi luôn luôn giữ cột sống của mình thẳng, mắt nhìn ra phía sau theo vai. Giữ ở đây. 4, đã thở đều và điều hòa hơi thở. 3, 2, mỗi lần thở ta lại vặn người ra sau một chút nữa. Và 1, hít vào, vươn hai tay lên cao qua đầu, thở ra, hai tay đan phía sau. Rồi, xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào, cố gắng khép sát hai cái bàn tay của mình lại. Thở ra, ngập người về phía trước, trán xuống, hất tay lên cao, siết bụng, nâng người lên. Lần thứ hai, xoay vai, hít vào, gập người về phía trước, thở ra. Nếu như ai chán chưa xuống được thảm thì chúng ta có thể dùng block ạ. Chúng ta để như thế này và cuối cùng là chúng ta sẽ chán xuống được dễ hơn. Tiếp tục, xoay vai, hít vào, đẩy căng lồng ngực lên, gập người về phía trước, thở ra, chán xuống, hất tay lên cao. Một lần cuối, xoay vai ra sau, hít vào, thở ra, vươn người gập về trước, hất tay lên, giữ và hít thở đều. 4, thả lỏng vai. 3, thả lỏng cổ nào. 2, và 1, vươn hai tay qua đầu, hít vào, nâng cao toàn bộ cuộc sống của mình lên, thở ra, hai tay xuống. Đang ngồi, nhấc hai cái mông của mình ra, để hai mông cân bằng, hai tay ra ngang, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực, thở ra, để tay phải phía dưới, tay trái phía trên, đan hai tay vào nhau, hít vào, nâng cao toàn bộ khử tay lên, mở rộng đẩy ngực về phía trước, thở ra.
Giữ và hít thở đều. 6. 5. Cảm nhận hai vai của mình đang được tách ra. 4. 3. Nâng khử tay lên một chút nữa. 2. Và 1. Rồi hít vào, mở rộng lồng ngực. Thở ra, đặt tay trái phía dưới, tay phải phía trên, đan hai tay vào nhau. Hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực, nâng khử tay, thở ra, mềm lưng, thả lỏng, giữ và hít thở đều, siết nhẹ cơ bụng của mình lại. 5. Tiếp tục đẩy ngực về trước. 4. Thả lỏng hai vai. 3. Hít thở đều, vươn cằm của mình lên nào. 2. Và 1. Rồi hít vào, kéo căng hai tay sang hai bên. Thở ra, hai tay xuống. Đá. Ngồi trên gót chân của mình. Hạ hai khử tay của mình xuống sát với đầu gối. Và sau đó đi lên một bàn tay. Rồi chúng ta lên tư thế con bò mèo. Lúc này hai đầu gối mở rộng bằng hông và đầu gối thẳng hàng với mông của mình. Hai tay mở rộng bằng vai, xòe năm ngón tay ra và xoay cái phần khử tay của mình hướng ra bên ngoài. Rồi. Tiếp tục chúng ta hít vào, võng lưng xuống, vẩy mông lên, siết nhẹ bụng, vươn cằm, mở ngực. Thở ra, hóc sâu bụng lại, cuộn lưng xuống, cằm chạm hõm cổ, mắt nhìn xuống rốn. Tiếp tục võng lưng, hít vào, đẩy căng lồng ngực, vươn cằm của mình lên. Không ngửa cổ ra sau, chúng ta kéo dài cổ về phía trước thôi. Thở ra, cuộn xương cụt xuống, lưng lên cao, cằm thu về hõm cổ. Tiếp tục hít vào. Thở ra. Tiếp tục hít vào. Thở ra. Một lần cuối, võng lưng xuống, vẩy mông lên. Hít vào, siết nhẹ bụng, vươn cằm, mở ngực của mình ra. Giữ và hít thở đều. 5. Cố gắng nâng cơ hoành của mình về phía trước. 4. Thở đều, mềm lưng trên, lưng giữa của mình ra. 3. 2. 1. Hồi thở ra, hóc bụng cuộn lưng lên cao. Cằm thu về cổ, cuộn xương cụt của mình xuống và siết nhẹ cơ bụng. Giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Vươn cao tay phải lên, hít vào, mắt nhìn lên theo tay. Thở ra, hạ sâu vai phải xuống cạnh cổ tay trái. Đi tay sang bên trái nhiều. Tiếp tục lần thứ 2, hít vào, mở rộng lồng ngực. Vươn cằm mình lên. Thở ra, hạ sâu vai phải xuống. Một lần cuối nào. Hít vào, tay lên cao. Mở rộng lồng ngực. Giữ và hít thở đều. 4. Mắt nhìn lên theo tay. 3. Gắng siết nhẹ bụng nào. 2. Mở ngực nữa. 1. Rồi, từ từ hạ vai của mình xuống cạnh cổ tay nhé. Đi tay sang bên một chút nào. Giữ và hít thở đều. Lúc này chúng ta đi tay trái của mình qua đầu. Đi tay, đi tay, đi tay. Rồi mông của mình lúc này đẩy về phía bên phải một chút để hai mông cân bằng. Đồng thời mang tay của mình áp xuống. Giữ ở đây và hít thở đều. Đây là tư thế sâu kim ạ. Nó sẽ giải tỏa toàn bộ vùng mỏi ở phía sau cổ vai gáy của mình. 4 3 2 1. Rồi giữ nguyên tư thế, từ từ tay trái vòng ra sau lưng, nắm lấy đùi phải, nắm sâu xuống đùi của mình nhé, để mở rộng cái vai trái của mình lên. Giữ và hít thở đều. 4 3 2 và 1. Rồi từ từ ta chống tay trái xuống, nâng người lên trở về tư thế con bò mèo. Lúc này chúng ta đổi bên. Rồi, vươn cao tay trái lên, hít vào, mắt nhìn lên theo tay.
mở rộng lồng ngực. Thở ra, hạ sâu vai trái xuống cạnh cổ tay trái phải. Tiếp tục, hít vào, vươn căng lồng ngực, mắt nhìn lên. Thở ra, tiếp tục xuống. Một lần cuối nào, dùng lực tay phải nhấn xuống, nâng người lên. Hít vào, mắt nhìn lên, giữ và thở đều. 4, 3, dùng lực tay phải này, nâng cái vai của mình lên. 2, và 1, rồi từ từ hạ sâu vai trái xuống cạnh cổ tay phải. Đi tay sang bên phải nhiều. Rồi, cái mang tay của mình áp xuống nhé. Đặt tay phải vòng qua đầu. Đó, đi tay. Sau đó để thẳng khử tay. Rồi, mang tay áp xuống ạ. Đẩy mông phải của mình sang bên trái để hai mông cân bằng. Lúc này chúng ta giữ và hít thở đều ở đây. Cảm nhận sự căng giãn ở phía sau, phía vai của mình ạ. 5, hít thở đều. 4, 3, 2, 1, rồi giữ nguyên tư thế. Ta đi tay phải của mình lên cao, hít vào. Thở ra, vòng tay ra phía sau lưng, nằm lấy đùi trái. Rồi mở rộng vai phải lên nữa. Giữ, thở đều ở đây ạ. 4, 3, 2, và 1. Rồi ta chống tay phải lên, nâng người của mình lên. Sau đó, chúng ta đi tay về phía trước. Mông của mình vẫn thẳng hàng với gối. Đi tay phía trước nhiều. Sau đó hạ ngực cằm của mình xuống. Đó. Mỗi hơi thở ra ta lại nhấn ngực của mình xuống một chút nữa. Sao cho ngực chạm hết xuống thảm. Rồi lúc này mắt của mình sẽ nhìn xuống dưới thảm, chứ không nhìn lên. Nếu mà nhìn lên thì chúng ta sẽ bị nhăn trán ạ. Nhìn qua đầu mũi và xuống thảm. Tập trung vào hơi thở của mình. Mỗi lần thở ra thả lỏng vai, thả lỏng cổ, nhấn ngực của mình xuống thảm hơn nữa. 3, 2, 1. Rồi từ từ ta chống tay, hạ mông xuống tư thế em bé, trán chạm thảm, cằm chạm về ức của mình và xuôi tay theo thân, thả lỏng hai vai, điều hòa hơi thở ở đây, cân bằng năng lượng, chỉ tập trung vào cơ thể và hơi thở của mình. Từ từ chúng ta nâng người của mình lên, mở rộng hai đầu gối và mông của mình ngồi xuống trên thảm, tách hai bàn chân ra. Hai tay đặt lên đầu gối, đang lách nhẹ hai cục mông của mình, đổ người về trước. Xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào, uốn cong lưng, vươn cằm lên. Cố gắng là không ngửa cổ. Thở ra, hóc bụng cuộn lưng ra sau, mắt nhìn vào rốn. Tiếp tục xoay vai, mở căng lồng ngực, hít vào. Dùng lực của tay này, ta ghi cái phần khử tay của mình xuống để nâng ngực về phía trước nhiều hơn. Thở ra, hóc bụng lại, cuộn lưng ra sau. Hai lần nữa, xoay vai, đẩy căng lồng ngực, hít vào. Thở ra, siết rốn vào bên trong một chút. Một lần cuối, xoay vai ra sau, mở rộng lồng ngực, dùng lực của tay này kéo nghì thân người của mình xuống. Giữ và hít thở đều. 5, gắng nâng lồng ngực của mình phía trước nhiều hơn, siết nhẹ cơ bụng. 4, 3, xuôi đỉnh vai của mình xuống. 2, 1, rồi thở ra, cuộn lưng ra sau, cằm thu về hõm cổ, giữ và hít thở đều ở đây. 4, 3, 2, 1. Sau đó chúng ta nằm xuống.
hai chân tách rộng bằng hông và xuôi mũi chân ra sau. Khửu tay chống về phía trước sao cho vai thẳng hàng với khửu tay. Đó. Rồi chúng ta xòe 5 ngón tay về phía trước, mở rộng các ngón tay. Rồi ở đây chúng ta xoay vai ra sau và nâng ngực của mình lên, đồng thời mắt nhìn về phía trước. Siết nhẹ cơ bụng, thả lỏng lưng của mình ở đây. Mỗi lần hít vào ta lại đẩy lồng ngực về phía trước để mở rộng cơ hoành nhiều hơn, để phần áp lực không rơi vào phần lưng dưới, nó sẽ đẩy lên phần lưng trên hơn nữa. Thở đều. Mỗi lần hít vào mở rộng cơ hoành, thở ra mềm lưng của mình ra. Hít vào, thở ra. Tiếp tục hít vào đẩy ngực lên nữa. Thở ra mềm lưng, mềm vai ra sau. Một lần nữa nào, hít vào. Thở ra. Rồi bây giờ chúng ta chán xuống. Nghiêng đầu sang một bên ạ. Đặt cái mang tay của mình áp lên phía hai bàn tay. Hít thở đều một chút. Rồi chúng ta đổi bên, quay mặt sang phía bên đối diện. Thả lỏng vùng cổ, thả lỏng hai vai. Rồi tư thế tiếp theo ạ. Ta đi. Bây giờ này, tay phải ở phía trước mặt đi sang bên trái, sau đó tay trái chồng phía trên, đi bàn tay trái sang bên phải nhiều hơn. Hai khử tay của mình gần sát vào phía thân người ạ. Rồi từ từ chán xuống. Đi sang hết mức có thể. Chúng ta thả lỏng hai vai ở đây. Thả lỏng cổ. Cảm nhận sự căng giãn ở phía hai đầu vai. Mỗi lần thở chúng ta lại thả lỏng phần vai ra một chút. Quan sát hơi thở. Đưa hơi thở vào chỗ đau của mình và thả lỏng chúng ra. Thả lỏng hai vai tiếp tục. Rồi bây giờ chúng ta đổi bên. Đi tay trái của mình sang bên phải. Đó. Thẳng hàng với vai. Rồi tiếp theo đi tay phải sang bên trái. Đi sang hết mức có thể ạ. Và khử tay của mình thẳng hàng với vai nhé. Rồi chúng ta cúi đầu xuống. Thả lỏng hai bàn tay. Thả lỏng hai đầu khớp vai của mình. Lúc này chỉ tập trung vào hơi thở. Mỗi lần chúng ta thả lỏng ra một chút thì lại đi tay đang sang hai bên một chút nữa. Để giãn được phần khớp vai tối đa. Thở đều. Thở chúng ta lại thả lỏng mềm hai đầu vai ra nữa. Bốn. Ba. Hai. Một. Rồi chúng ta chống tay, nâng người lên. Từ từ ngồi dậy. Đang ngồi thẳng cột sống lưng. Tiếp theo chúng ta sẽ xoay vai của mình lên, ra sau. Đó, chúng ta xoay hai vai để thả lỏng phần khớp vai. Sau đó xoay ngược lại. Buổi tập ngày hôm nay toàn những tư thế mà giảm mỏi, đau mỏi phần cổ vai gáy rất là tốt.
hai tay nắm lại này. Đã, tay lên xuống để thả lỏng vai. Cố gắng là siết nhẹ bụng và cố định thân người. Rồi, đánh tay sang hai bên. Thở ra, thở ra. Tay thẳng hàng với vai này. Mở rộng ngực. Rồi, ta thả lỏng cổ. Mọi người cảm thấy thế nào sau buổi tập này? Đây mới chỉ là khởi đầu thôi nhé, và chúng ta còn 6 buổi tập tiếp theo với nhau nữa. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh, và Huyền tin đây sẽ là một hành trình tuyệt vời đáng để bạn trải nghiệm. Bye!